Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong mẫu ngữ pháp N4 các bạn nhé. Và các bạn hãy theo dõi trên màn hình xem đó là ngữ pháp nào. Chúng ta có hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau và người A nói với người B là Ryoko ni ikitai na. Ryoko ni ikitai na. Tôi muốn đi du lịch. Tôi muốn đi du lịch đi. Thì người B đã nói là Ja Singapore ni ittara dou desu ka? Ja Singapore ni ittara dou desu ka? Thì khi mà người A nói là mình muốn đi du lịch thì người B đã nói là à vậy thì Singapore thì như thế nào? Thì khi này các bạn thấy là người B có sử dụng ngữ pháp là tara dou desu ka hay tara dou desu ka? Thì khi này người B này muốn đưa ra cái lời khuyên cho người A. Thì người bên này đã nói là tara dou desu ka. Vậy thì mẫu ngữ pháp này được sử dụng trong trường hợp nào và cách dùng như thế nào? Thì xin mời các bạn đến slide tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về động từ tara dou desu ka hoặc là ikaga desu ka, có ý nghĩa là nếu v thì thế nào, nếu v, nếu làm động từ v thì sẽ thế nào. Cách dùng thì dou desu ka và ikaga desu ka sẽ được dùng để khuyên bảo, mang tính chất nhẹ nhàng hơn và không mang tính áp đặt. Ví dụ chúng ta có hay kono mondai wa totemo muzukashii desu yo. Hay kono mondai wa totemo muzukashii desu yo. Cái bài tập này, cái vấn đề này nó thì quá là khó đi. Thế thì cái người phụ nữ đã nói là sensei ni kitemimasu. Vậy thì hãy hỏi giáo viên, hãy hỏi giáo viên đi. Thử hỏi giáo viên xem như thế nào. Thì ngoài ra mình còn có thể sử dụng mẫu ngữ pháp ngày hôm nay để chúng ta đưa ra cái lời khuyên cho cô bạn gái ở phía trên. Hay sensei ni kitemitara dou desu ka? Sensei ni kitemitara dou desu ka? Bạn hãy thử hỏi giáo viên xem là thế nào. Hay sensei ni kitemitara dou desu ka? Dùng để đưa ra lời khuyên nhưng mà nó mang tính nhẹ nhàng hơn các bạn ha. Tiếp tục chúng ta có hay ima hiru yasumi da yo, mada shiboto shite iru no? Chotto yasumimasu. Bây giờ thì đã đến giờ nghỉ trưa rồi đó. Vẫn còn đang làm việc hả? Hãy nghỉ ngơi một chút đi. Chotto yasumimasu là chúng ta muốn khuyên người đàn ông này là nên nghỉ ngơi vì bây giờ là giờ nghỉ trưa. Chotto yasumimasu. Thì ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng mẫu ngữ pháp ngày hôm nay để đưa ra lời khuyên. Chúng ta sẽ có câu là ima hiru yasumi da yo, mada shigoto shite iru no? Chotto yasumi dara dou? Thế thì khi này chúng ta không có nói dou desu ka mà chúng ta chỉ sử dụng dou để rút ngắn lại cũng được các bạn ha. Yasumi dara dou? Nếu nghỉ ngơi thì thế nào? Chúng ta có câu tiếp theo. Kaze nan desu ka? Kyou wa hayaku karimasu. Trong bạn có vẻ ốm đấy, bạn bệnh hả? Bạn bị cảm hả? Bạn bị bệnh hả? Hôm nay thì bạn về sớm đi. Hayaku karimasu. Thì khi này chúng ta muốn đưa ra lời khuyên cho cô bạn gái là bạn hãy nên về sớm đi. Đưa ra lời khuyên mang tính nhẹ nhàng, chúng ta cũng có thể sử dụng ngữ pháp ngày hôm nay. Thế thì chúng ta có câu như thế nào các bạn nhỉ? Hay kaze nan desu ka? Kyou wa hayaku kaettara ikaga desu ka? Hay ikaga desu ka? Kaettara ikaga desu ka? Hôm nay thì nếu như mà bạn về sớm thì thế nào? Hay bạn nên về sớm đi. Dùng để đưa ra lời khuyên các bạn á. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi, đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và các bạn ơi, đừng quên click vào link bài tập ở phía dưới để làm bài tập, để củng cố lại bài học ngày hôm nay các bạn nhé. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Mata kondo negashimasu.